em cùng vô một lượt, một lát anh với em cùng ra một lượt nha. Ừ, vậy nó mới vui chứ. Kể chưa ra trước rồi ra sao nó không vui chút nào. Vui, ừ, vô một lượt với ra một lượt. Nhân viên nó đem nước ra liền đó. Anh nói cái gì vô đây biết liền kìa. Biết cái gì? Ngu quá à. Biết liền đi. Hôm qua nằm thấy anh được khô nghe nè. Được móng tay. Sao nè? Được bước. Không gì? Được chừng. Giờ em hả? Gì nữa? Chuyện gì đó, cũng đó. Ví dụ như chuyện gì? Giống như có hỏi anh làm đó. Chuyện, cái khúc cái máy không được phải không? Ờ. Làm được phải không? Làm đi cho em biết thôi. Em biết cái nặng. Mới nhỏ em nghe hả? À, không làm câu đây làm được chưa? Thăm cái gì mà thăm nó chín chưa vậy đó? Thử nữa, thử cái gì? Thử thử cho nó làm được chưa? Cái gì cần thử thử chứ. Chuyển mưa quá trời luôn, giờ trời trời mưa nè. Là sao ta? Ô trời này chín nè ha. Là mưa không rớt à. Trời chuyển mưa, trời chuyển mưa cái sao ta? Thuận tiện cho việc cho thiên thời địa lợi nhân hòa. Lẹ lẹ đi chị mới té thôi. Săn quần giống ông già quá vậy. Mưa. Đi đường mưa đó. Trời ơi, mang dép kìa. Em bữa nay cũng mang dép như vậy luôn. Chuyển mưa, trời mưa. Em mẹ đi. Cái bàn này ngồi không sao luôn á hả? Ừ, cứng ngắc không ta. Chắc được luôn á. Lên ngồi anh ngồi luôn á.